around Việt Nam. Come with me, we'll tell around Việt Nam. Văn hóa Lô Lô trải nằm dưới chân núi Rồng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, chỉ cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km. Đây là nơi sinh sống của người Mông và người Lô Lô. Và bây giờ hãy cùng Phương Trinh check in ngôi làng cổ tích thuộc cao nguyên đá Đồng Văn nhé. Lô Lô Chải, nơi lưu giữ đầy đủ sự hoang sơ, mộc mạc của cao nguyên đá. Chị ơi, mình là người Lô Lô Hoa hay là Lô Lô Đen? Lô Lô Đen chị. Lô Lô Đen ạ. À. Đen hả chị? Dạ. Dạ, Lô Lô Đen thì khác Lô Lô Hoa chỗ nào chị? Khác quần áo. Quần áo. Khác trang phục của mình với lại khác giọng nói của mình ạ. À. Hôm nay mình có thể làm được bánh và làm được mềm mềm mì ăn hoặc dạ, dạ. Và mình có thể nấu rượu để lâu năm thì nó càng ngon. Phương Trinh đang khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của người Lô Lô Đen, trang phục với rất là nhiều họa tiết sặc sỡ và đặc sắc. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò